Đây em cho mấy chị xem một cái chất kem gọi là bóng, cực kỳ bóng luôn nè mấy chị thấy không. Đó cái chất kem của nó bóng mà nó đánh máy mà nó xây vòng vòng luôn đó mấy chị nhìn nè. Cái chất kem nó mướt, cực kỳ mướt không. Cái này là em pha ẩm rất là nhiều, cái độ ẩm căng bóng cho mấy chị luôn. Collagen căng bóng cấp ẩm rất là nhiều, cho nên là mấy chị xài là mấy chị không có sợ nó bị bào mòn da hay khô da. Nhìn mấy chị em đánh cho mấy chị xem, nhìn cái kem nó quay vòng vòng mấy chị thấy không, cái kem nó mướt mà cái nở nó quay vòng vòng rồi mấy chị thấy không. Nó xoay vòng vòng cái chất kem mấy chị thấy không, nó xoay vòng 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 đó. Cái độ mướt của cái chất kem này mấy chị thấy cái độ mướt của cái chất kem không đó. Cái này là em chưa có bảo dưỡng vô mấy chị ha. Đây là em mới bỏ là cái serum AHA BHA cấp ẩm nè, mà nó làm cho cái kem của mình rất là mướt mà bóng luôn mấy chị ha. Đó nó giống như là dầu dừa luôn á mấy chị, nó giống như là dầu dừa luôn mấy chị nhìn nè. Đó cái chất kem của mình nó rất là bóng nè, bóng loáng luôn mà cái nổi mà kem nó xoay vòng vòng luôn nè mấy chị thấy không, nó không có dính vô cái hũ luôn á, nó bóng tới cái mức độ đó đó mấy chị. Thì em bỏ cái cấp ẩm cho mấy chị rất là nhiều luôn, nên là mấy chị xài mấy chị cứ an tâm ha, da của mình mướt mượt mượt luôn ha. Đó nó giảm bớt đi cái thành phần khô trong cái kem Bạch Ngọc Liên ha cả nhà nha. Đó cái này là kem cốt thái nè, đó cốt thái nha, cốt thái này cốt thái ủ nè mấy chị thấy không, có chất kem xốp mà nó bóng rồi nè, đó đánh máy mà nó xây vòng vòng luôn là mấy chị biết cỡ nào rồi đó cả nhà ha. Cho nên là mấy chị xài cái kem mà có Bạch Ngọc Liên nhà em nó, chị đừng có sợ bị khô da hay gì hết trơn á. Em đã tiết chế cái thành phần khô và cái thành phần cấp ẩm phục hồi da cho mình rất là nhiều luôn ha cả nhà ha. Đó cả nhà ha, xuất sắc cho cả nhà, cái hũ kem mà nó bóng thôi nè, quá trời quá đất luôn mọi người. Đây là một cái chất kem, chất kem này là chất kem dạng lỏng, dẻo lỏng thấm đó cả nhà ha. Đây chất kem của mình là cái dạng dẻo lỏng thấm, nó giống như là cốt lụa vậy đó mọi người. Nó vừa là cốt thái nhưng mà cái dạng của nó sẽ không có bết nhiều, nó thấm cho mấy chị ha, nó dẻo dẻo, nó lỏng lỏng. Cái này là khách phái cái chất lỏng thấm ha cả nhà ha. Đó đây là cái chất lỏng thấm, không phải là lỏng le lỏng lét nha cả nhà nha. Nó vẫn đậm đặc mình cái dạng lỏng nhưng mà nó dạng dẻo lỏng thấm chứ không phải là cái dạng lỏng le lỏng lét. Còn đây là cái chất kem cốt đậm đặc, em sẽ cho cả nhà mình xem cái chất kem cốt đậm đặc nha. Này đây là cái chất kem cốt đậm đặc cô đặc ha, thì chị em nhà mình muốn sử dụng cái chất nào thì mấy chị sử dụng. Đây là cái kem cốt đậm đặc nè, nó sẽ cứng hơn, nó sẽ cứng và cô đặc hơn ha mấy chị ha. Đây đây là cái kem chăm cốt đậm đặc, cốt đậm đặc nhưng mà nó vẫn thấm cho mấy chị ha, nó vẫn thấm nhưng mà nó cô đặc hơn cái hàng dạng lỏng lỏng dẻo dẻo ha cả nhà ha. Đó đây là cái chất cô đặc cho mấy chị xem ha, đây cái chất cô đặc nè mọi người ha. Đó cái này là hũ 300g ha cả nhà ha. Đây là một cái chất kem phải nói là dẻo đậm đặc, đây cả nhà ơi coi nó dẻo nè mọi người, đỉnh của đỉnh luôn cả nhà ha, xuất sắc mấy chị ha. Đó nói chung là nhà em chắc kem như thế nào cũng có hết trơn mấy chị ha, uống pha như thế nào thì em sẽ pha như thế đó. Đây là một cái dạng chất kem dẻo đặc ha, dẻo đặc thì nó gích cực kỳ gích luôn mấy chị nha, chất kem này thì nó cực kỳ gích luôn nè. Đó có ai thích chất kem như thế này không cả nhà ơi. Tiếp tục một cái chất kem xịn sò, và tiếp theo em sẽ ra thêm một cái chất kem phải nói là lỏng thấm nữa nha ha. Chị mua kem ủng hộ em, mua nhiều quá.